thời xa xưa đã lâu lắm xem lão ấy có còn lấn áp chúng ta được nữa hay không. Một khi mất hết thanh danh vì chúng đệ tử không tròn đạo hạnh, giới đức tiêu tan rồi tiếng xấu tràn lan. Nghĩa là sao? Huynh nói mau cho đệ đây tường tận. Có cách gì hay làm mà quy thế lão lung lay để cho nóng lầm, rồi ta sẽ giải bài thôi. Cái ấy thật tuyệt vời, không còn gì hay hơn. Các đệ tử của lão xưa nay gian lận thấm hạnh, nhưng đến phút này đây thì phẩm hạnh ấy còn chăng? Lệ vẫn chưa hiểu ý của huynh. Ta đã sắp đặt cả rồi. Để có nghe qua danh tiếng của nàng Liên Hoa Sắc chứ? Nàng ấy là một kỳ nữ tài sắc biện toàn. Chúng dân nam tử trong thành đều chạy theo nàng để dâng hiến tiền tài của cải. Nhưng nàng ấy đâu có liên quan gì đến chuyện này. Để không hiểu gì cả. Các đệ tử của lão Cù Đàm dù thanh cao đức hạnh, nhưng chúng quý họ cũng chỉ là một con người. Họ ít tiếp xúc với chúng dân thế tục. Ai dám đảm bảo rằng các ngài ấy không rung động trước nhan sắc nữ lưu? Một khi ta đối diện cùng hàng nữ lưu tài trí lão luyện như Liên Hoa Sắc. Hay, hay lắm. Kế của huynh thật thâm sâu, để vô cùng bái phục. Một khi ta đã ra tay thì đừng mong ai thoát khỏi.
hẹn cùng nàng Liên Hoa Sắc. Nàng ấy sẽ đến đây để làm theo kế hoạch của ta. Ok, sư huynh, hình như nàng đã đến. Xin chào Liên Hoa Sắc. Xin chào. Ngài đợi ta có lâu không? Không, ta cũng vừa mới tới. Ngài cho mời ta đến gặp ngài, có chuyện gì quan trọng không? Có một việc rất là quan trọng, ta muốn nhờ nàng. Các ngài là đạo sĩ thì có gì quan trọng phải nhờ ta? Nè, ta không có biết tu hành đâu nhé. Không, ta đâu phải cần nàng tu hành luyện phép như chúng ta, mà muốn nhờ nàng giúp chúng ta một việc. Việc gì? Ngài nói đi, để xem ta có làm được hay không. Ta thiết nghĩ việc này nàng sẽ làm được. Chẳng những làm được mà còn làm xuất sắc nữa kìa. Ta chẳng hiểu, ngài nói mau đi, ta phải làm gì? Chẳng cần nàng phải làm gì khó nhọc, mà chỉ cần nàng. Ta phải làm sao? Quyến rũ một người. Có lẽ việc này không khó đối với nàng, phải không? Tưởng là việc gì kinh thiên động địa, chứ chuyện quyến rũ một người thì đối với ta đâu có gì là khó. Ta chẳng cần làm gì cả, mà chỉ cần một ánh mắt đồng đưa hay với một nụ cười. Ngài nói có quá lắm không? Ai mà lại có thể chống chọi nổi với Liên Hoa Sắc này chứ? Chúng ta biết rằng Liên Hoa Sắc là một kỹ nữ gian danh khắp thành này. Một khi kẻ nào gặp nàng đều quỳ phục dưới chân. Nhưng có một người. Người nào? Nói mau đi. Người này là đệ tử của Cù Đàm. Là ai? Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là một trong những đệ tử xuất sắc của Đức Phật à? Phải. Chúng tôi được biết hôm nay Mục Kiền Liên sẽ đi khất thực ngang qua đây. Vì vậy chúng tôi muốn nhờ nàng chặn đường người và giở trò quyến rũ. Vở kịch này hay đó. Ta cũng rất hân hoan khi được tham gia một vai diễn đúng sở trường. Nhưng mà nè, đệ tử Cù Đàm nổi tiếng nghiêm trang, không biết ta có hoàn thành nhiệm vụ được chăng? Liên Hoa Sắc mà cũng mất tự tin như thế sao? Không phải, nhưng từ trước tới giờ ta chỉ quyến rũ những kẻ giàu sang thế tục, những kẻ háo sắc đa tình. Còn đằng này là Thích Tử Sa Môn, ta chưa thử tài qua lần nào nên chưa biết. Ta không tin. Ta không tin có ai mà không xa vào lưới tình của Liên Hoa Sắc. Ta nghĩ nàng có thừa mánh khóe để chiêu dụ Mục Kiền Liên. Xong việc rồi, ta sẽ trọng thưởng cho nàng như nàng mong muốn. Thank you.
Xin kính chào tôn giả Mục Kiền Liên, đệ tử tin yêu của Đức Phật. Mô Phật. Chẳng hay ngài đi đâu vậy? Mô Phật, đã đến giờ tôi đi khất thực. Làm đệ tử của Đức Phật cũng cực nhọc quá nhỉ, phải đi khất thực kia. Như vậy chẳng khác nào một kẻ ăn xin. Phải, Phật dạy chúng tôi phải buông bỏ tất cả. Cung vàng điện ngọc không là gì vướng bận. Cơm khất thực ngàn nhà, đệ tử biết mình phải luôn tri ơn thi chủ đàn na. Nhưng mà chịu cực khổ như vậy để có gì vui? Có chứ. Vui trong đạo pháp, vui trong niềm thoát tục. Cái vui mà người trần gian khó tìm thấy được. Một khi còn vướng mắc vào vòng danh lợi đua chen thì không thể nào thấy được niềm vui mãi toàn tính lo âu mãi u sầu phân vân bị trói chặt vào danh lợi bạc tiền thì chỉ còn biết có tiền giấc ngủ chẳng được tròn. Khi ăn vẫn còn tính toán. Xưa nay lẽ thường tình như thế, con người thì phải có danh có lợi, có sắc đẹp có uy quyền, đó là hạnh phúc trần gian. Và còn hơn thế nữa, con người phải cần có tình yêu, vì tình yêu làm tim ta rung động, làm tâm hồn ta đắm say. Này Mục Kiền Liên, ta thấy chàng cũng là một nam nhân đẹp đẽ, dáng dấp hiên ngang, sao lại phí bỏ đời mình để khoác vào chiếc áo nhà tu khổ hạnh? Ta hỏi thật nha, chàng có biết yêu không? Thưa, tôi biết. Thấy chưa, ta nghĩ là chàng cũng biết yêu, vì chàng cũng giống như mọi người. Và trên đời này có gì cao hơn tình yêu được chứ? Cô nói đúng. Chàng cũng chấp nhận lời ta là đúng mà. Phải, trên đời này nếu ai không có tình yêu thì sẽ không hiểu được ý nghĩa gì trong cuộc sống. Nói thế chàng cũng đã yêu à? Thế tình yêu của chàng như thế nào? Có mãnh liệt không? Có sai đắm không? Chàng có thể vì tình yêu ấy mà làm tất cả không? Vâng, ta đã yêu. Một tình yêu rất chân thành mãnh liệt. Và ta có thể vì tình yêu đó mà đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống của mình. Vậy chàng đã yêu ai? Ta yêu nàng. Vì nàng cũng là một chúng sinh như muôn ngàn chúng sinh đang trôi lăn trong ba đường sáu nẻo. Ta
yêu chúng sinh, yêu tất cả muôn loài. Và vì tình yêu ấy, dù phải trải qua trăm ngàn thân xác để cứu độ sanh linh, thì ta cũng sẵn sàng và hân hoan chấp nhận. Thôi, chàng đừng nói những lời cao xa khó hiểu. Ta chỉ biết rằng ta là phận gái. Và chàng biết không, tình yêu là điều thiêng liêng nhất. Với người con gái thì điều đó lại càng thiêng liêng hơn. Chàng ơi, lần đầu tiên khi gặp chàng, ta đã nghe tâm hồn mình sao xuyến. Ta vẫn thầm ao ước được cùng ai nên nghĩa châu. Sẽ cười chê tôi là kẻ tu hành mà không tròn phẩm hạnh. Ta không còn gì cả, chỉ biết rằng ta yêu chàng. Liên Hoa Sắc, dừng lại đi. Cuộc đời của nàng trước kia là những chuỗi ngày đắng cay đau. Sao không biết tự ăn năn sám hối mà hôm nay lại muốn xa chân vào bóng tối đêm dài. Xót thương thay cho phận gái lạc loài, bởi cuộc đời không may xô đầy kiếp đoá đại nạn cánh chiều hôm nay. Đời nay chịu khổ vì đời trước gây ra, đó là cái nhân mà nghiệp duyên nên quả. Sao không biết để tự mình
nói sao? Sao Ngài lại biết được chuyện đời tôi? Ngài nói những lời như xoáy vào tim tôi vậy. Chẳng có gì gọi là khó hiểu. Ta nhìn nàng hôm nay thì biết được từ trong quá khứ. Nàng đã từng mang thống khổ hận sâu. Là kẻ qua sông mà đành gây nhịp cầu. Bao nhiêu nỗi buồn bấy lâu chồng chất đã tạo nên niềm quốc hận chẳng vui quay. Sao không biết tình tâm để tìm đến tương lai, lại kết nối thêm nghiệp đời quan. Xưa gieo khổ thì nay đành cam nhận về cơ chi buồn.
vì oán hận cuộc đời mà cô lại gây thêm nhiều oán trái. Sao không dừng chân lại để tìm một hướng đi êm ả cho mình, rồi hôm nay lại nghe lời ngoại đạo toan hãm hại kẻ tu hành nữa sao? Ngài nói sao? Cô không thể che giấu được tôi đâu. Tôi biết rõ và khuyên cô hãy dừng chân lại. Tôn giả ơi, tôi là người xấu xa tội lỗi, vì chuyện đời tôi lắm éo le. Nếu ngài biết được, e rằng ngài cùng bịt tay quay mặt. Không, cô hãy nói đi, xem như đó là lời sám. Trời ơi, ai mà đẹp quá vậy trời? Đẹp mà nhìn không ra luôn, ai vậy hả? À, trời ơi, thì ra là mình đó. Sao mà đẹp dữ vậy không biết. Trời ơi, nhìn không ra luôn đó. Tưởng đâu là gái 17, 18 tuổi thôi trời. Đẹp quá đi à. Ồ, chà, cái áo này coi cũng được lắm đó ha. Kìa mẹ, hôm nay mẹ lại mua áo mới nữa hả? Liên Hoa Sát. Mẹ mới mua nhiều lắm đó nghe. Sáng nay ra chợ thấy áo nào cũng đẹp, mẹ mua hết về đó. Nè, con có muốn thử không? Dạ thôi, con còn nhiều áo lắm. Còi còn đó, không biết sửa soạn gì hết á. Hãy sửa soạn lên đi cho nó đẹp. Thấy mẹ không? Bạn bè của mẹ ai cũng bảo mẹ trẻ hơn cái tuổi thật của mẹ nhiều. Nhờ mẹ biết trang điểm nè, biết sửa soạn đó nha. Nhưng mà con không có quen chân diện xe xua. Như vậy cũng được rồi mẹ à. Ủa, con Hoa Linh, con gái con đâu rồi mẹ? À, nó vừa đi ra ngoài. Mẹ sai nó đi mua nhân sâm về nấu canh cho mẹ ăn. Ơi, dạo này da nó hơi nhăn. Ủa mà sao kỳ vậy ta? Nó có nhiêu tuổi đâu mà sao da nó nhăn hết trơn vậy nè? Tôi nghĩ tôi còn trẻ lắm mà. Bởi vậy cho nên á, mẹ mới ăn canh sâm để bồi bổ cho da nó tươi lại đó con ơi. Dạ, con chào mẹ, con chào ngoại. Nhân sâm con mua về rồi, ngoại chỉ cho con nấu đi. Nè, ở nhà thì gọi là ngoại, ra đường thì phải gọi là bà Tần Sa La Phu Nhân, nghe chưa? Sao kỳ vậy ngoại? Trời ơi, mày gọi ta là bà ngoại, rồi mỗi người tưởng là tao già rồi sao? Hả? Thì dù gì, ngoại cũng già rồi. Câm! Nín. Hả? Ai, sao mày dám nói tao già? Hả? Còn nói một lần nữa đó hả? Là tao đánh đòn mày, nghe chưa? Tao vẫn còn xuân. Sao dám nói tao già, già tao còn mơn mơn, nhan sắc vẫn mặn mà. Tao già chỗ nào đâu, mày phải nói cho ra, không thì chết với tao. Tại con thấy ngoại lớn tuổi rồi chứ bộ, đâu có trẻ gì đâu mà cấm con nói ra. Liên Hoa Sát à, trời ơi, mày giải con mày vậy đó hả? Trời ơi, dám trả tiền với tao, trời ơi. Thôi con à, ngoại không thích á thì đừng có nói vậy. Thôi, vào trong lo nấu canh sâm đi. Dạ, con chào ngoại. Ý không, con chào bà
Tần Sa La phu nhân. Mẹ à, cha con mới mất chẳng bao lâu, mẹ đừng có chân diện quá, con sợ người ta dị nghị. Ai vậy lại? Trời ơi là trời, ai dám dị nghị tao? Chồng tao, chồng của tao á, cha của mày ha, ông qua đời đã một năm rồi, chết ở gì sao? Chỉ còn có con Hoa Linh ở đằng sau bếp thôi. Hoa Linh hả? Ừ. Giải quyết nó luôn, đưa nó. Vậy giải quyết sao? Hoa Linh à. Dạ. Thưa cha mới về. Nè, mày chạy ra chợ mua giùm tao phấn bột. Mày nhớ mua ở cửa hàng ông Quốc Đà đó nha. Cửa hàng phấn bột đó xa lắm, con đi chắc tới chiều mới về tới. Rồi ai nhà coi nồi canh cho ngoại. Để tao coi cho. Đi mau đi. Xa mà tới chiều về. Khoan. Quay Linh. Dạ. Lấy cái dĩa, mua cho cha một dĩa nước mắm. Nhớ không được để đổ. Đổ một giọt đánh một roi đó nghe. Cha ơi, nước mắm tưởng trong dĩa là đổ chắc rồi đó cha. Thì đứng trong dĩa mới đổ. Cho nên mày phải nhìn vô cái dĩa nè, không được nhìn xuống đường. Nhìn vô cái dĩa, nhớ chưa? Đi mang đủ nước mắm về một dĩa cho cha, thấy chưa? Đi liền. Cha ơi, chắc vậy con đi tới sáng mai con mới về tới quá cha. Sáng mốt về cũng được nữa. Cãi không người lớn nấu không có nghe, không có cãi. Nghe lời, đi. Đi mau đi con, đi mau đi. Dạ. Nó đi rồi. Vậy là nhà không có ai hết đó. Mình tha hồ tâm sự. Nè. Lần này sao đi buôn hàng gì mà lâu quá vậy? Nhỏ quá. Để người ta chờ muốn chết à. Trời ơi, năm nay việc làm ăn khó khăn. Khó. Khó khăn lắm phải không? Trời ơi, làm vậy? Con chừng con Liên Hoa Sắc nó thấy. Nó làm ầm lên bây giờ. Nó chưa có về đâu mà sợ. Người ta cũng muốn cho nó biết nữa kìa. Bậy. Trời. Cho nó biết anh không có được đâu. Con sợ hả? Tôi không sợ. Sao sợ? Trước sau gì nó cũng biết thôi. Biết. Nó đang kêu bà bằng má. Rồi nó biết chuyện tôi với bà vậy. Rồi nó kêu tôi bằng cái gì? Bằng cha. Được không? Được quá đi chứ. Vậy rồi. Có sao đâu. Vậy. Trời ơi, thì chừng đó hả, tôi với ông không còn lắm lét nữa.
mà mình sẽ công khai, không sợ ai dòm ngó. Bình tĩnh nói nhỏ. Bây giờ ông nghe tôi hỏi ông nè. Nói. Hồi ông mới thương tôi á. Đúng rồi. Ông nói với tôi những gì? Nhớ mày. Nhớ không? Nhớ. Tôi nói hồi đó bà trẻ đẹp. Còn bây giờ tôi già lắm phải không? Trời ơi bây giờ chê tôi già. Bình tĩnh. Trời ơi, tôi già dữ lắm rồi phải không? Tôi nói cho ông biết hả? Cái gia tài kết xù này á ông chồng quá cố của tôi để lại, đủ để cho hai đứa mình sung sướng cả một đời. Biết rồi. Ông còn lo cái gì nữa? Biết. À, thôi được rồi. Bây giờ hay là để tôi đi kiếm người khác, cho họ vô đây để họ hưởng. Bậy. Thôi đi. Còn ông nữa hả? Tôi đuổi ông ra đường để ông đi ăn mài với con Liên Hoa Sắc. Bà muốn cái gì tôi cũng chiều theo bà hết á. Nhưng mà tôi sợ là... Sợ cái gì? Hả? Con Liên Hoa Sắc nó có biết hay không á? Thì tôi cũng chờ ngày đó để tôi có cớ hả? Tôi đuổi nó ra khỏi nhà để nó đừng có... Mẹ! Công lắm em à, hàng quá đã hết sạch, được lãi to. Anh phải cố gắng làm để kiếm tiền thật là nhiều để lo cho vợ anh sung sướng nữa chứ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Kìa, sao em lại cảm ơn? Đã là chồng vợ với nhau thì anh phải chu toàn cho em chứ. Chính anh mới phải là người cảm ơn em mới đúng đó, vì em đã chấp nhận về làm vợ của anh. Đó là điều mà anh cảm thấy mình may mắn nhất trên đời. Em là vợ hiền ngoan, anh có phước mới lấy được em. Đảm đang ghen theo, lại còn duyên gian khả ai. Hạnh phúc ngập tràn, anh nào đâu dám mơ điều gì hơn. Oh,
không mong ước giàu sang phú quý, chỉ mong sao anh một lòng một dạ với em là đủ rồi. Ừ, chuyện đó em khỏi phải lo, anh chỉ biết có một mình em thôi. Này nha, không phải nịnh chứ vợ anh là nhất ở trên đời này rồi, anh còn tìm kiếm nơi đầu nữa. Anh nói như vậy là em đủ vui rồi. Chuyện gì vậy em? Nhưng có điều này em muốn nói với anh. Điều gì? Em nói đi. Em vừa biết được tin là anh đã có một người khác. Ai? Người nào nói với em như vậy? Em chỉ đi, anh sẽ cho nó biết tay. Tại sao lại vu oan cho anh như vậy chứ? Em à, em hãy bình tĩnh đi, em hãy yên tâm, anh là người chồng chung thủy nhất của em rồi. Anh ơi, em chỉ mong sao đó là sự thật, nhưng thực tế thì biết có được hay không, hay đó chỉ là gió lưỡi đầu môi. Đời người con gái ai cũng mong mình hạnh phúc yên vui bên người chồng thủy chung. Thì anh vẫn là người chồng mẫu mực, vẫn yêu em hết dạ hết lòng, nào dám tính chuyện đèo bồng. Vì cuộc đời em đã quá khổ đau nên em rất sợ lo, nếu mai đây hạnh phúc không tròn chẳng còn gì nữa đợi chờ. Sao em lại luôn luôn ngờ vực làm mà anh thấy ngại lo? Thôi anh đừng âu lo nữa, không có gì đâu, chẳng qua là em hay nghi ngờ vẫn dơ vậy thôi. Đúng rồi, đừng nghi ngờ gì nữa nha em, mà làm mất đi hạnh phúc của vợ chồng mình. Thôi bây giờ em ở nhà, để anh ra cửa hàng một chút rồi anh sẽ về. Anh đi nghe em. Dạ. Chị Liên quan sát, chuyện ấy có thật rồi chị ơi. Anh nói sao? Vậy là, vậy là chồng tôi có người đàn bà khác thật à? Đúng là như vậy. Để tôi nói cho chị biết là em vừa nói gì? Hoa Linh đây là con của em à? Trời ơi, sao lại gan trái như thế này? Trời ơi, (cười)
đâu? Liên Hoa Chắc đâu? Ta cần gặp Liên Hoa Chắc. Liên Hoa Chắc đâu rồi? Đâu rồi? Tại sao vậy? Tại sao lại tranh mặt tôi? Chứ tôi đổ ra biết bao nhiêu tiền bạc rồi. Liên Hoa Chắc đâu? Tại sao vậy? Tại sao cô lại tính đối xử tàn nhẫn với tôi? Liên Hoa Chắc, Liên Hoa Chắc. Dạ, Liên Hoa Sắc xin chào. Chẳng hay quý khách là ai vậy? Làm mặt lạ hả? Lạnh nhạt hả? Vừa phải cô nghe. Tôi đổ ra biết bao nhiêu tiền tôi cung phụng cho cô mà cũng chưa vừa lòng sao? Bây giờ cô muốn bỏ rơi tôi chứ? Cô muốn tiền nữa không? Cô muốn vàng không? Đây là bao nhiêu? Nè, một bọc vậy nè. Đó, tôi gom hết của vợ tôi đưa cho cô đó. Đó, cô muốn làm gì làm đi, đừng có bỏ rơi tôi thôi. Tôi chỉ chấp nhận cho người nào đến với tôi một thời gian ngắn mà thôi. Tôi không muốn gắn bó lâu dài với ai cả. Ông không biết điều lệ đó của Liên Hoa Sắc hay sao mà còn bám theo tôi mãi vậy? Không, tôi không biết gì hết đó. Tôi yêu cô mà, tôi lo cho cô mà, tôi có thể dâng hiến cho cô tất cả. Liên Hoa Sắc, chỉ xin cô đừng phụ bạc làm cho tim tôi rối loạn. Đời tôi chỉ có cô thôi, ngoài ra không cần gì cả. Thôi, tôi nghe câu ấy nhiều rồi, nó trở thành quá nhàm chán. Tôi van cầu cô thương xót cho nghe tôi ân huệ sao cùng. Ân huệ gì? Giờ cô nói thiệt đi, cô muốn gì nè? Cô nói đi. Hay là cô muốn tôi về ly dị với một mụ vợ hỗn hào, hung hăng, độc ác, xấu xa, ngang ngược, bạo tàn, lòng lan, giả hiểm. Cái con mụ vợ của tôi đó phải không? Được rồi, tôi về tôi ly dị của mụ ấy liền cho cô coi. Tôi cũng chịu hết nổi rồi. Tôi nói thiệt nha, mỗi khi nhìn thấy bà nha, là cả bầu trời như tôi sầm trước mặt. Mỗi khi nhìn thấy bà là tôi ngang mở qua trời luôn. Tôi về tôi ly dị bà liền đây. Tôi về tôi ly dị bà liền. Bà... Cái gì? Tôi ly dị. Vừa nói cái gì? Ly dị ai? Ai ly dị đâu? Ai nói gì đâu? Em thân yêu. Ôi người vợ dịu dàng đoan trang, thùy mỹ, hiền diệu nè, đảm đang nè. Ôi nhan sắc diễm kiều nữa, thân hình ẻo lả, chim sa cá lị. Anh có nói gì em đâu à? Có nói gì đâu, khen không ha? Có nói gì đâu. Đồ cái thứ hổng xương, cái lưỡi hổng xương, nhiều đường lắc léo mà. Vừa mới chửi rủa tôi ha, là độc ác nè, xấu xa là lòng dạ nham hiểm nè. Rồi cái thấy mặt cái khen, trời ơi khen, nức khen nở. Nào là dịu dàng, đoan trang, thùy mỹ. Trời ơi, nhìn kỹ tôi đây. Nhìn kỹ coi, tôi có thua kém ai đâu nè. Hả? Trời ơi, nhìn coi, bộ tôi xấu lắm hả? Rồi có. Vợ anh đẹp lắm á, bảo ạ. Mỗi bước chân em đi đất trời rung chuyển, một tiếng em thở là lá rừng rụng sạch. Mỗi lần em giận là em nhảy đành đạch, là gạch đá cũng sạt lở dưới chân em. Anh nói thiệt á, không tin nữa nha. Anh đem em đi đấu giá nha, bỏ lên bàn cân em cũng ngang ngửa với voi á. Trời ơi, bữa nay ông ăn phải gan trời rồi phải không? Ha, ông đem tôi ra ông xỏ xiên nè. Đất trời rung chuyển ha. Ha, là voi nè ha. Đủ thứ hết à. Trời ơi, được rồi.
khóc mình. Đừng khóc, mình khóc ta tưởng đây lò heo á. Đó thì chưa, bây giờ cho tôi là heo nữa. Trời ơi, đến cái nước đây rồi, phải không? Được rồi, được rồi, đứng lên. Dạ. Về nhà, rồi tôi cho ông biết tay tôi. Tôi sẽ đuổi ông ra khỏi nhà. Không một đồng một cắt nào hết. Coi ông có còn hào hoa phong nhã nữa hay không? Đi, đi mau. Về, về. Liên Hoa Sắc, mà anh tới nữa nha. Cái gì, hẹn hò nữa. Ôi, chờ nè. Ôi, chờ nè. Bữa nay là chết mất xác rồi. Còn đâu mà tới ngày mai mà hẹn với họ. Đi. Dạ đi. Ôi, chết luôn rồi. Từ đó, tôi đã làm tan nát không biết bao nhiêu gia đình của kẻ khác. Chỉ vì một mục đích trả thù. Tôi trả thù bọn đàn ông háo sắc, đa tình. Nhưng rồi cô được những gì? Hay chỉ là những khổ đau và mất? Sao cũng được. Bởi đời tôi có còn gì để mất mát nữa đâu. Không, trong mọi còn đó một trái tim thánh thiền, một tâm hồn trong sáng thuần lương, đó chính là bản lai diện mục, là chân tâm, là vô. Mà cô đã có đó từ vô thủy vô chung cho đến tận bây giờ. Dẫu biết rằng tất cả sẽ qua đi như áo mộng xa, còn cái gì không tức là luôn có. Hình danh sắc tướng sẽ tàn theo năm tháng, còn chẳng tâm vô ảnh nhưng vĩnh viễn trường tồn. Quẩn quanh
xem như bóng mây ngang trời, chờ gió ngàn thổi xa mù khơi. Sông trôi mãi không chờ mong, nếu biết tất cả như là mộng ảo thì buồn chi cho phiền não bận lòng. Gá thăm mộng dạo chơi trong cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng ai ơi. Ghi lời mộng trên đời, biết được là mong rồi bừng tỉnh mong ngay thôi. Cô hãy xem cuộc đời như giấc mộng, rồi tất cả sẽ tan biến, danh vọng uy quyền bỗng chốc quá hư không. Thế thì đéo mang thù hận mãi làm gì, để cho lòng trống sáng bị lấm lem vì bụi trần che phủ. Phải, ngài nói đúng. Bấy lâu nay sự thù hận đã làm cho tôi mất đi nhân tâm. Tôi không có lấy một ngày yên vui hạnh phúc, ăn không tròn bữa, ngủ không tròn giấc, lúc nào cũng như lửa đốt trong lòng. Sống trong phú quý giàu sang mà như kẻ cùng đinh khốn khổ. Tôi phải làm sao đây tôn giả? Biển cả mênh mông nhưng quay đầu sẽ là bờ. Không bao giờ là quá muộn cho một người biết ăn năn cải hối. Niệm trước là ta, niệm sau là Phật. Chỉ một sát na thôi sẽ vượt sóng nghìn trùng. Từ địa ngục ta vẫn có thể thoát sinh lên cõi trời ngay tức khắc, và đó chính là sự quyền diệu của chân tâm. Nhưng thưa tôn giả, một người tội lỗi chất ngất như tôi làm sao có thể rửa cho sạch được? Y phục dính bùn đất, giặt giũ sẽ hết dơ. Thân thể bám đầy bụi bặm, tắm gội sẽ sạch lại. Còn tâm hồn quen ố vì tội lỗi thì phải dùng pháp Phật để tẩy trừ. Cô hãy thành tâm cải hối, quy y Tam Bảo, chỉ quyết tu hành thì sẽ có thể chấm dứt quãng đời truân chuyên quan trai ấy. Thật vậy sao? Tôi có thể trở lại là người thiện lương trong sạch ư? Nếu thế thì tôi sẽ thành tâm sám hối, quy y Tam Bảo. Tôn giả, xin ngài cứu giúp cho tôi.
Phật dạy rằng: khi mê là chúng sanh, khi ngộ rồi là Phật. Phật tánh không loại trừ ai, ai cũng có sẵn bên mình tánh Phật. Được xem là đệ nhất thần thông bên ni giới.